Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân hội kiến nhà vua và hoàng hậu Thái Lan. Ngày 18 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã hội kiến nhà vua Maha Vajiralongkorn và hoàng hậu Thái Lan. Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng trước những phát triển mạnh mẽ của Thái Lan sau đại dịch và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của nhà vua. Cũng như nỗ lực của chính phủ, hoàng gia và nhân dân Thái Lan, Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các chuyến thăm Việt Nam của nhà vua và các thành viên hoàng gia Thái Lan, nhất là các chuyến thăm vào năm 1992 và 1997 khi còn là thái tử. Đây là những sự kiện rất có ý nghĩa, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những dự án do hoàng gia Thái Lan bảo trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, hợp tác với tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của liên hiệp quốc UNESCO. Phát triển cộng đồng dựa trên học thuyết triết lý kinh tế vừa đủ, xếp của Cố nhà vua Rama. Những dự án này đã giúp người dân tại các vùng nông thôn khắc phục khó khăn và cải thiện cuộc sống. Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn và mong nhà vua, chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan, ủng hộ phát triển văn hóa Việt Nam tại Thái Lan làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hiểu biết và giao lưu nhân dân hai nước. Nhà vua Thái Lan khẳng định hoàng gia sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Thái Lan, góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.